Công ty trách nhiệm hữu hạn BKMX Tokyo được thành lập vào tháng 3 năm 2012 giữa tập đoàn Tokyo và tổng công ty BKMX IDC nhằm xây dựng thành phố mới Bình Dương trở thành một đô thị hiện đại mang tầm vóc quốc tế. Sau hơn 12 năm phát triển đô thị Tokyo Garden City tại khu vực đường Hùng Vương, chúng tôi đã được cộng đồng ghi nhận là nhà phát triển bất động sản thành công với các giá trị đầu tư về nhà ở gắn liền với các tiện ích thương mại mang nhiều thương hiệu được yêu thích như Aeon, Uniqlo, Muji, Starbucks về thành phố mới Bình Dương. Trong đó, tại khu vực đường Lý Thái Tổ, con đường được xem là lõi hạt nhân đô thị của thành phố mới Bình Dương, đối diện với trung tâm hành chính tỉnh và hàng loạt các tiện ích về tài chính và khách sạn. Chúng tôi đã cho khai trương khu thương mại Hikari với các thương hiệu lớn nhắm đến phân khúc khách hàng cao cấp, nhằm định hình phong cách sống thượng lưu cho khu vực dân cư lớn nhất trong tương lai của chúng tôi, Midori Park. Midori Park được khởi công xây dựng vào năm 2016, là khu dân cư lớn nhất của Tokyo Garden City lên đến 63 hectare, gấp 4 lần khu vực Sora và là khu vực được định hình mang đến phong cách sống thượng lưu và đẳng cấp, với nhiều mảng xanh rộng lớn và hướng tới xây dựng một đô thị với phong cách sống bền vững để mang đến giá trị sống tốt nhất cho cư dân. Dọc lối đi bộ, chúng tôi trồng rất nhiều loại cây và hoa nở theo mùa, tạo nên một khu vực xanh rộng lớn, chiếm hơn một nửa tổng diện tích đất. Chúng tôi còn đưa các cơ sở giáo dục, chuẩn y tế và thương mại vào kế hoạch phát triển nơi đây. Điều này giúp tạo nên môi trường sống an toàn và an tâm tốt nhất cho trẻ em, nơi chủ đầu tư BKMX Tokyo dành trọn tâm huyết và các kinh nghiệm có được tại Nhật Bản để kiến tạo nên các giá trị sống bền vững cho cư dân như các nước phát triển lớn trên thế giới là Nhật Bản và Bắc Âu. Tại đây, cư dân có thể sống gần gũi với thiên nhiên, tận hưởng bóng mát dưới tán cây, ánh nắng đẹp và âm thanh của nước chảy. Tại Midori Park, các giá trị sống được xây dựng bền vững theo thời gian. Midori Park là khu vực lớn nhất trong Tokyo Garden City. Ngoài các tòa nhà chung cư cao tầng, khu vực này còn có các căn hộ thấp tầng như nhà liền kề và nhà phố. Thiết kế mặt dựng của các công trình nhà ở kết hợp yếu tố hiện đại và kế thừa các kiến trúc văn hóa độc đáo của Việt Nam, có sự hài hòa với cảnh quan xung quanh, mang đến cho cư dân cảm giác thoải mái. Mỗi khu vực đều có mặt tiền và cảnh quan đặc trưng riêng tùy thuộc vào vị trí. Midori Park sẽ là khu đô thị duy nhất cư dân có thể tự hào khi sinh sống tại thành phố mới Bình Dương. Khu dân cư được bao quanh bởi cây cối tươi tốt và dòng kênh xanh. Không chỉ là cảnh quan đẹp mà còn có các quảng trường nơi cư dân có thể vui chơi an toàn với con cái, có thể rèn luyện để giữ gìn sức khỏe và có thể tận hưởng thời gian tuyệt vời với gia đình và bạn bè. Đây là nơi ươm mầm cho những giá trị sống tốt đẹp và bền vững. Cư dân còn được tận hưởng những giây phút thư giãn và cuộc sống năng động với các tiện ích và dịch vụ tại Midori Park cung cấp. Nhằm xây dựng cộng đồng cư dân với lối sống đẳng cấp, chúng tôi mang đến dự án The Glory với phong cách sống, nhà như resort lần đầu tiên tại Bình Dương. Nơi đây sẽ đáp ứng nhu cầu sinh sống và làm việc cho những công dân hiện đại với các tiện ích như phòng làm việc cộng đồng, phòng họp VIP, tổ hợp giải trí đa phương tiện, v.v. mà không có dự án nào có thể làm được. Chúng tôi sẽ chào đón chủ nhân của 1.000 căn hộ vào mùa thu năm nay. Để tạo giá trị bền vững đầu tư bất động sản, BKMX Tokyo sẽ khai trương khu thương mại Midori Park Square mở rộng với các phân khu siêu thị, mua sắm và quảng trường. Nơi đây, chúng tôi tiếp tục tái hiện câu chuyện thành công cùng chủ đầu tư BKMX Tokyo với các giá trị bất động sản gia tăng về mặt đầu tư và sinh sống. BKMX Tokyo không ngừng vượt qua thử thách để xây dựng thành phố đáng sống nhất tại Việt Nam với phương châm Always New, luôn luôn đổi mới.